13 chuỗi hoạt động là 13 sự kiện văn hóa đặc sắc về các sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng, các làng nghề truyền thống của Long An đã thể hiện được nhiều ý tưởng độc đáo, hấp dẫn và phong phú. Ngay từ khi được triển khai, mọi công tác luôn được tỉnh Long An chuẩn bị chu đáo, nghĩa tình, thu hút được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Mình đến từ Bạc Liêu và mình được một số người bạn ở Long An giới thiệu là tuần lễ du lịch. Mình đã đến trải nghiệm, thực sự mình đã tham gia rất nhiều hoạt động của tuần lễ du lịch này. Và mình cảm thấy rất tuần lễ du lịch này là quá quy mô, quá hoành tráng, quá hấp dẫn. Mình mong là trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động của Long An sẽ tổ chức để mọi người có thể tham gia và thu hút khách du lịch đến như vậy. Với thông điệp du lịch Long an toàn, thân thiện và hấp dẫn, du khách được hòa mình trong lễ hội giao lưu đơn ca tài tử, các loại hình nghệ thuật dân tộc, không gian trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê, hoạt động tổ chức farm trip, khảo sát, giới thiệu sản phẩm mới, tour du lịch mới Long An, hội thảo phát triển du lịch, tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa Long An và các tỉnh thành bạn, chạy marathon về Đồng Tháp 10, cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm, lễ hội ẩm thực làng nghề truyền thống gắn với hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Long An với gần 200 gian hàng cùng các món ngon đậm hương vị từ ba miền đất nước. Nói chung là Long An thì khu vực đồng bằng cho nên không có biển. Thì hôm nay mình hy vọng là đem đến đây với các bạn là một cái phong cách ẩm thực mới cũng như là món ăn truyền thống của quê hương Bình Định để đem giới thiệu với bạn bè ở đây. Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Long An năm 2022 lần đầu tiên được tổ chức cũng đã ghi nhận sự ủng hộ của các nhà tài trợ, sự đồng hành của các đơn vị phối hợp thực hiện trong và ngoài tỉnh, đã thực sự là một sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch lớn nhất của người dân tỉnh Long An. Ngoài cái hoạt động kinh doanh thì chúng tôi thực hiện rất nhiều chương trình khác về mang tính chính trị, mang tính về phát triển xã hội. Thì đặc biệt là trong từng văn hóa du lịch, nó sẽ giúp cho cái tỉnh nhà khai thác những tiềm năng, những lợi thế, những sản phẩm để đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần cho phát triển kinh tế của tỉnh nhà và cái ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà ngày càng phát triển. BIDV Long An rất là vinh dự, tự hào cùng đồng hành với tỉnh nhà tổ chức cái sự kiện là tuần lễ văn hóa du lịch Long An 2022 với vai trò là nhà tài trợ kim cương nhằm để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh nhà ngày sớm hồi phục sau cái đại dịch Covid. Qua đó cũng thể hiện được cái trách nhiệm của ngân hàng BIDV đối với tỉnh nhà nhằm để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Long An năm 2022 đã thu hút trên 100.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi giải trí, mang đến một không khí lễ hội tưng bừng, sôi động, rực rỡ sắc màu văn hóa và để lại những ấn tượng tốt đẹp khó quên trong lòng du khách. Được xem là tín hiệu tích cực và cho thấy sự thành công của Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là nguồn động lực mạnh mẽ, làm tiền đề cho các công tác quảng bá, xúc tiến và phát triển du lịch của tỉnh nhà. Tuần văn hóa du lịch của chúng ta sẽ để lại một cái dấu ấn rất là quan trọng, đó là quảng bá và xúc tiến du lịch của Long An trong thời gian sắp tới. Các hoạt động xuyên suốt của tuần văn hóa nó đã thể hiện được một Long An trỗi lên mạnh mẽ, một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Chúng tôi kỳ vọng du lịch Long An sẽ tiếp tục phát triển qua tuần văn hóa này. Tuần Văn hóa Du lịch Long An năm 2022 mở ra những cơ hội mới cùng những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân tỉnh nhà cũng như du khách ngoài tỉnh. Hy vọng về một nền du lịch khởi sắc hơn trong tương lai không xa. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An.